Dương ơi. Dạ. Con cầm quả thanh long này về để tủ mát cho chưa em Lộc về em Lộc ăn nhá. Vâng ạ. Ủa ơi, trời này em Lộc về có theo ăn rồi. À, chị Linh, có quả thanh long mà dám giấu ăn một mình à? Để xem chị đang ăn được một mình không. Vừa thanh long ngon quá. Thanh long để qua tủ em Lộc về ăn cho mát. Có quả thanh long giấu ăn một mình, để xem ăn được không nhá. Ôi, em Lộc về rồi ạ. Để chị đi lấy thanh long cho em ăn nhá. Ơ? Ôi, thanh long mình để dành cho em Lộc ở đây đâu rồi? Em Tú ơi, em Tú ơi, em Tú ơi. Dạ, em ở đây. Em gì chị? Em lấy thanh long trong tủ ăn đúng không? Ở đâu mà em lấy? Vừa nãy mày bảo chị để thanh long vào trong tủ để cho em Lộc về em Lộc ăn. Rõ ràng là em lấy ăn rồi. Ờ, chắc chị ăn xong rồi chị lại đối diện với em chứ. Thế bây giờ em nhất quyết không nhận đúng không? Em có ăn đâu mà em nhận. Được rồi, đi thôi chị. Chị dẫn em đi đâu đây? Đi. Ơ à. Thì em đi vào đây. Cái gì đây? Thì cái mặt em làm sao kia? Đấy, tam chứng vật chứng đầy đủ, em còn gì để chối cãi nữa không? Em đừng chi giấu anh một mình nha, anh thấy chị chưa? Ô, chị có giấu ăn một mình đâu, cái này là mẹ của chị để vào trang nấu ăn mà. Ô, thật á? Thật thế? Ô, em tưởng chị giấu anh một mình không cho em ăn. Chị có bao giờ xấu tính thế đâu. Em người dạy bỏ cái thói ấy đi nhá. Vâng. Em Lộc đến nhất nhà có một quả phải để phần cho em. Vâng. Các bạn ơi, nhà các bạn với em nhỏ thì hãy nhớ để phần đồ ăn cho em mình với nha. Các bạn thấy em cố làm đúng hay sai? Sai. Các bạn đừng học theo nha. Và các bạn đã xem video nhớ like, đăng ký giúp Trương và chia sẻ ủng hộ cho em mình nhé. Chào các bạn. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi.